Chương trình radio gửi người tôi thương. An Lạc Radio gửi người cô đơn. Cô đơn cũng là một món quà dành tặng những ai đang cô đơn, những ai đã đi qua những bão táp cuộc đời để có ngày đến được với cô đơn. Có một số người yêu muộn chẳng phải do họ không muốn yêu sớm, mà vì sau quá nhiều tổn thương, họ không còn muốn yêu nữa, cũng chẳng biết khi nào mới có thể yêu trở lại. Tôi có vài người bạn, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Một người con trai tôi quen trên mạng, mà chính xác là trên Facebook. Lần đầu tôi làm quen cậu ấy trước. Cậu ấy hay viết những dòng status rất khôi hài. Tôi thích cái tính cách khôi hài của cậu ấy. Tôi chơi và cũng có biết một vài người chị sinh năm 79, 81, 83, họ đều chưa kết hôn. Chị hàng xóm nhà tôi sinh năm 79, chị ấy quê ở Bình Thuận. Không biết có phải do không thích sống ở gần nhà vì sợ những người quen rèm pha này nọ hay không mà chị ấy ra tận Hà Nội sống. Chị ấy rất giỏi, cũng hơi nghiêm khắc với tôi. Chị ấy hay chơi với người nước ngoài, vài bữa lại có khách nước ngoài đến chơi. Mỗi lần họ tới, chị lại ới tôi sang nếu muốn thực hành tiếng Anh. Tôi rất khó chơi, tôi chỉ nói chuyện và duy nhất với người bố nuôi của chị đang sinh sống tại Mỹ. Kể từ lần tôi gặp ông ấy hồi tháng 12 năm 2018, sau đó thỉnh thoảng ông có điện nói chuyện với chị. Khi nào điện xong chị cũng nói, ông có hỏi thăm tôi. Ông có một người vợ, có lần bà gửi mail hỏi thăm tôi, chị cũng kể. Giữa cuộc sống bề bộn này, những người bạn cũ cứ rời xa dần, nên tôi cũng không tha thiết với những người bạn mới lắm. Tôi cứ chơi, vì hình như ai ở trong đời, ở thời điểm nào đó, cũng cần có những người bạn. Tôi không biết khi nào họ sẽ rời xa tôi. Tôi cũng không biết khi đó tôi có đau lòng như sự chia xa của trước đây hay không. Tôi lại nghĩ đến cậu ấy, người bạn quý giá nhất của tôi. Cậu ấy tốt với tôi quá. Mà cứ ai tốt với tôi lại rất dễ xúc động, dù không cần phải làm gì to tát cho tôi cả. Tôi có một người anh kết nghĩa, ở tuổi ngoài 40, anh cũng chưa kết hôn, chưa lập gia đình, chưa yêu ai. Anh sống rất kín tiếng, tôi không biết quá nhiều thông tin về anh khi anh đang sống trong Biên Hòa. Nghe nói, có dạo anh và gia đình cũng có chút mâu thuẫn. Sau khi mẹ anh mất được một thời gian, bố anh kết hôn với một người đàn bà ở cùng làng, không gia đình con cái. Trước khi mẹ anh còn sống, họ là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Tôi có một người bạn gái thân, tôi không biết cuộc sống vợ chồng bạn ấy đã trải qua những gì. Học xong cấp 3 thì chúng tôi mỗi đứa một con đường. Cũng nhờ Facebook, hơn 10 năm sau chúng tôi gặp lại. Sau hơn 10 năm, ai cũng vẫn vậy, chỉ có thời gian là trôi qua, giúp cho chúng tôi trưởng thành hơn, chứ thời gian không thể biến chúng tôi thành những con người khác. Người bạn đó của tôi có một cuộc sống gia đình không êm đẹp. Cô ấy một mình lo cho hai đứa con ngoan ngoãn kháu khỉnh, một trai, một gái. Chồng cô ấy ngoại tình công khai, nếu ai đã từng làm mẹ, thì có thể hiểu được nỗi đau của người con gái mình đứt ruột đẻ ra, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, đang nằm viện mà thấy bố dẫn người phụ nữ khác về, nói gọi mẹ. Đứa bé không ngần ngại gọi. Sao người lớn lại vô trách nhiệm đến thế với bản thân, với gia đình, với xã hội? Đã vậy, còn đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Sao người lớn lại ích kỷ đến thế? Chỉ biết nghĩ cho bản thân, vì bản thân mà có thể bất chấp tất cả, khiến những đứa trẻ thơ còn quá bé bỏng đã phải rơi lệ vì sự chia xa.
Tôi có quen một người anh sinh năm 79 ở gần nhà tôi, là cháu của thím tôi. Thực chất là thím tôi giới thiệu. Mặc dù lúc đầu không thích lắm, nhưng tôi vẫn gặp. Vì mẹ tôi, vì nhiều người lo lắng cho tôi. Tôi biết rất khó để quên ai đó, người mà mình từng yêu sâu lắng trong nhiều năm qua. Tôi cũng biết tôi không thể trách người con trai đó. Anh không có lỗi, chỉ tại ông trời thích trêu đùa con người thôi. Tôi cũng không giá như, vì biết đâu đó, khi tôi nói ra sớm hơn, mọi chuyện cũng không có gì khác cả. Đó, người ta vẫn hay gọi đó là duyên số. Tất nhiên là ai một mình cũng buồn, họ cứ để nỗi buồn đó ở trong lòng. Khi có một mình, họ tự mình gặm nhấm. Tôi cũng đã từng như vậy, nên tôi rất hiểu. Nhưng tôi quen. Tuổi thơ của tôi còn cảm giác cô đơn lạc lõng hơn là khi tôi đã lớn, trưởng thành. Ít nhất thì ban ngày hay ở chốn đông người, tôi không lạc lõng. Tôi chỉ lạc lõng khi chỉ có một mình mà thôi. Còn tuổi thơ, tôi lạc lõng giữa những người thân bên cạnh. Nhiều người nhìn vào những người yêu một, lập gia đình một, họ đều lo lắng, họ đều cho rằng người đó kén chọn. Tôi biết, có giải thích cũng chẳng để làm gì. Tôi hầu như không khi nào giải thích rằng tuổi trẻ tôi yêu sâu đậm, chung thủy và đau khổ. Có nói ra vết thương lòng, người đau khổ nhất vẫn là người phải trải qua mà thôi. Cùng lắm thì người đối diện chỉ suýt xoa, rồi đâu lại vào đó. Nên tôi im lặng có lẽ là tốt hơn. Tôi cũng biết trên đời này hiếm người có cuộc sống bằng phẳng, không có vết thương lòng. Chắc tôi chỉ biết duy nhất có một người, là cô bạn thân khác của tôi. Tôi chẳng bao giờ ghen tị với cô ấy. Lúc trước tôi cứ thắc mắc tại sao cô ấy sống trong gia đình giàu có như vậy, lại chơi với đứa nghèo khó như tôi. Nhiều người quanh tôi cũng thắc mắc như vậy. Tôi cũng không tìm ra câu trả lời. Thời gian có thể làm người ta thay đổi hoàn toàn. Tình bạn giữa chúng tôi cũng ít nhiều có đổi khác. Trong cuộc sống bồn bề với miếng cơm manh áo, gạo tiền, chúng ta cứ bị nó cuốn đi thật xa. Rồi lúc nào đó, khi chỉ còn một mình giữa ngã ba đường, chúng ta mới dừng lại tự hỏi, bao lâu rồi ta không nhìn lại bản thân? Ta cứ miệt mài đi trên con đường để đến đích vô định, mà quên đi rằng hai bên đường còn có rất nhiều thứ để ta ngắm nhìn, sống chậm để cảm nhận. Khi đó ta sẽ nhìn mọi thứ rõ hơn, sâu sắc hơn, đón nhận những gì đến với ta dễ dàng hơn. Cô đơn cũng là một món quà mà cuộc sống yêu ái dành cho chúng ta. Vì khi cô đơn, ta không buồn, không vui, không đau khổ nữa. Ta đã đau khổ quá nhiều rồi, bây giờ ta hãy tận hưởng sự cô đơn để yêu lại bản thân ta trước khi bắt đầu cho một mối tình mới. Mối tình đó sẽ không sóng gió, không báo tố. Mối tình đó nhẹ nhàng như cái cách ta đang cảm nhận cuộc sống, cảm nhận sự cô đơn. Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019, tác giả Hoa Lê. Đôi khi chỉ sau một chuyến đi, sau một cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với một ai đó đã làm cho bạn thay đổi về quan niệm sống của bản thân. Càng đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, bạn va chạm với cuộc sống, có những trải nghiệm thực và bạn càng dễ dàng soi rọi bản thân, hiểu về tiềm năng của chính mình, về những điều bạn thích và con người bạn muốn trở thành. Trải qua những ngày rong ruổi ở Nhật Bản, tôi đã có những trải nghiệm thú vị về đất nước mặt trời mọc. Có nhiều thứ lạ lẫm và hơi dị biệt. Một điều đặc biệt là sau chuyến đi, tôi đã tiếp cận hơn với lối sống Dansari, một lối sống tối giản, không chỉ ở Nhật mà còn được nhiều bạn bè Tây Phương quan tâm. Chắc hẳn các bạn còn nhớ vào lúc 14h46 phút ngày 11 tháng 3, năm 2011, trận động đất kéo theo những đợt sóng thần cao hàng chục mét đã tàn phá bờ biển đông bắc Nhật Bản. Những cơn sóng cao từ 4 đến 5 mét, cá biệt lên đến 38,9 mét
đã quét sạch các làng mạc và thành phố ven biển. Tại nhiều nơi, sóng thần vào sâu trong đất liền tới 10 km. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng trăm nghìn người bị cuốn trôi trong biển nước. Sau trận thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng ấy, rất nhiều người đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống là gì. Từ đó, lối sống Dasari được nhiều người Nhật quan tâm nhiều hơn. Dasari trong tiếng Nhật bao gồm 3 ký tự: Dan, từ chối; Sa, vứt bỏ; và Ri, buông bỏ. Một lối sống tối giản mộc mạc, tiện dụng, hơi hướng về thiền định và giải phóng bản thân khỏi sự ràng buộc vật chất không cần thiết. Lối sống Dasari hiểu nôm na như thay vì cố gắng làm việc để mua một ngôi nhà thật lớn với nhiều đồ nội thất sang trọng, tiện nghi và hiện đại, thì chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ, đơn giản, với những đồ dùng giản tiện nhất có thể, thậm chí không có gì. Thay vì mua sắm thật nhiều và tiêu thật nhiều tiền cho quần áo, giày dép, trang sức, thì chúng ta chỉ khoác lên người trang phục đơn giản. Thay vì tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào những món đồ hợp thời, thì chúng ta không còn quan tâm với vẻ hào nhoáng bên ngoài nữa. Hiện nay vẫn có nhiều người cứ lầm tưởng sống tối giản là phải bỏ đi hết mọi thứ của cải vật chất. Thật sự không phải là như thế, đó chỉ là vứt bỏ đi những thứ không cần thiết và rườm ra cho cuộc sống của bạn, không những từ vật chất mà kể cả tinh thần. Nếu bạn chưa biết về lối sống Dasari thì hãy tiếp cận và tìm hiểu về nó. Chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy lòng mình tự tại, thanh thản và vô cùng an yên, không còn những âu lo, bồn bề trong cuộc sống như trước nữa. Bởi giá trị cốt lõi của cuộc sống chỉ đơn giản là sức khỏe, tình yêu, gia đình và sự chia sẻ. Tác giả Lê Quý Hoàng. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng, giúp cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.